Hello mọi người nha, hôm nay em sẽ review cho mọi người về công viên. Công viên thì xã Sông Cầu nha mọi người, ở tỉnh Phú Yên nha. Ý con hỏi là chiếc đây mình đi bao nhiêu một chiếc một bé á? Mà nó đi theo tiếng à? Dạ, một tiếng lỡ. Dạ. Mình thường đến 60. Một tiếng là 60 chú. Dạ. Ý là giống như là mấy bé nhỏ còn khoảng mấy tuổi đến mấy tuổi hả? À, được. Giống như là bé nhỏ nhỏ thì 1 tiếng 60, còn mà lớn lên tầm khoảng... Không, ngày thường là nó cũng xe kẹ hết. À, ngày thường là lớn nhỏ gì cũng thêm 1 tiếng 60 nghìn. Còn ví dụ mình muốn đi 15 phút thì sao chú? Đấy. Ví dụ mình muốn đi 15 phút thì sao? 15 phút nó cũng là 20 ngàn. À, 15 phút là 20 ngàn. Là xe nào cũng như xe đó hết rồi chú? À, để con hỏi biết ngỏ, con lên con review cho mọi người tới xem. À, giống như là xe đây là mình đi 1 tiếng là 60 nghìn là bình thường, ngày lễ gì cũng như vậy hết. Rồi giờ bắt đầu là từ mấy giờ đến mấy giờ chú? Nói chung là từ 4 rưỡi. À 4 rưỡi, 4 rưỡi là 4 rưỡi đến mấy giờ là nghỉ ha? Nói chung nghỉ là tùy theo có bữa, 9 giờ nghỉ cũng có, dạ, dạ. 10 giờ nghỉ cũng có, tùy theo cái lượng thứ 7, thứ nhật nó đông khách. Dạ, tùy theo lượng khách. Còn mình ngày nào cũng giá cả như vậy ha? Xe thì cũng như nhau hết. Dạ dạ. Là mình muốn đi là ít nhất là 15 phút đúng không chú? Là ít nhất là 15 phút. Còn đi theo tiếng thì giá 60 nghìn. À, rồi. Còn là xe thì kiểu như mấy chiếc xe nó này. Nó làm ở đây, nó không có mấy chiếc kiểu lớn. Dạ. Nó cái giá. Nhưng mà thường là cái giá là do những người làm á. Dạ. Tranh nhau là mình phải giá, chứ hồi xưa như một mình chú làm là cái giá nó chuẩn. Dạ. Ví dụ như 10 phút 20 ngàn là 20 ngàn, 15 phút. Vậy là bây giờ nhiều người giá đã cũng ai cũng có khải cái giá đó, cái giá mắc hơn không được. Thì mình muốn đi theo mình đi. Dạ, là một tiếng là buổi chiều. Là những mình làm á, khi mình ngon là nó chạy là nó thích thôi. Dạ, dạ. À, đây là xe chú nè, đây là xe kiểu như xe đẩy ha, xe đi ha. Còn mấy chiếc xe này là xe cho em bé ngồi ha. Là xe này là xe tự động hết luôn đúng không chú? Mình tự lái hết đúng không? Có khi mình tự điều khiển. Lái, tự điều khiển hết. À, hay quá ha. Nè chú mua chú cho thuê ha. Nhưng như chú làm ở đây lâu chưa? 2010 tới giờ ha. À vậy là cũng lâu rồi. Nhưng mà cái công viên này mở được mấy năm rồi chú ha? Công viên này muốn hình thành là chỉ có hai mùa dịch. À. Mùa dịch đầu tiên. À vậy là từ lúc mà mùa dịch tới bây giờ là nó mới hình thành, mà kiểu như nó bị ấy á. Chị con chú thằng trước dịch mà nhưng khi dịch là nó coi cấm luôn. À, cô cho con hỏi là ở đây thường thường là ngày thứ mấy là người ta bắn điện lên để người ta đi á? Điện phun nước á chú? Phun nước là cái lịch của nó là thứ 7. À, thứ 7 là phun, là thứ 7 là tầm mấy giờ là có phun chú? Thì theo mấy hôm thì nó là đúng 7 giờ, mà bây giờ nó thở nó làm 6 rưỡi. Mà cứ thứ 7 là phun đúng không? Bây giờ cảm ơn chú nha. Rồi rồi, để con. Lesson learned, gave you my all, and this time I ain't got nothing.
in this game of love. Oh, you hurt me first, so you gotta make it up. Đây là mình làm kem gì anh? Kem cuộn. À. Ý là kem cuộn là mình kiểu cuộn Thái Lan á hả? Dạ. Cho em quay xíu về em coi lại với nhỏ. Giờ đang lên tóc tóc nha. Ừ, cô đang. Nhưng mình làm tầm khoảng bao nhiêu phút là xong vậy anh? Mình làm một cuộn á. Đây có các loại kem như thế này nè hả? Xoài, mango, chuối. Em tự kiwi quá trời loại luôn ha. Ở đây anh bán buổi chiều mấy giờ vậy anh? Đây buổi chiều thường bán mấy giờ? Tầm này tới tối. À tầm cỡ vậy ha. Tầm khoảng 6. Ok. Thường hả, tối mấy giờ là nghỉ vậy? 9 giờ. À 9 giờ. Bán khoảng 5 giờ chiều ha. À, hay quá ha. Đó mình làm theo cuộn cuộn lại ha. Thường thường giá bao nhiêu một phần vậy? 15 nghìn một phần. Mình có thể ăn cơm thêm được đúng không? Mà đó đây là 15 nghìn một phần. À có thể 20. Yeah. Since that day, boy, you ain't been the same, no. I played my part, did everything to love you, thinking you'd change. Maybe you got your issues, and I have no regrets. Đây là mọi người, đây là trung tâm văn hóa thể thao truyền thống.
phía xa xa là có cái nhà cao tầng, mà thấy là cái tòa thánh thất. Ủa cái này anh tự lái cho bé luôn hả anh? Dạ. À, cái gì đâu? Là anh tự lái nó chỉ ngồi lên thôi đúng không? Hay quá vậy ta. Anh ngồi lên thôi mình mấy tháng rồi? À, bé mấy tháng tuổi rồi? 13 tháng rồi. 13 tháng mà ngồi là dễ được rồi hả? Chịu đi rồi hả? À, nó thích ha. Như anh đi vậy là bao nhiêu tiền? Một à, bao nhiêu tiền? Đi thêm bao nhiêu phút? Anh đi một lần mấy phút? 10.000 10 phút hả? À, cũng được. Bé dễ thương quá ha. Cái mà không chịu đi xe vậy chứ.